đầu chiến đấu ạ. Các bạn nhớ là để comment, các bạn nhớ là để buổi học được diễn ra là tốt nhất và nồng nhiệt nhất thì các bạn nhớ comment đáp án cùng thầy nhé. Là bắt đầu ạ. Câu 41 ạ. Câu 41. Dung dịch nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Thầy vừa mới dạy lớp óc xong. Để hòa tan được AlOH 3 lần thì anh này nó là hydroxit lưỡng tinh. Nha. Thì hòa tan được nó thì phải sử dụng là axit và sử dụng bazơ. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đây bazơ này. Hòa tan được AlOH 3 lần. Câu 42. Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng thủy phân? Thì bỏ tụi monosaccharide như glucose là không thủy phân được. Đấy chưa? Fructose là cũng không thủy phân được. Nhá. Amino acid càng không, vậy thủy phân ở đây chỉ có cellulose thôi. Cellulose thủy phân thì mình sẽ thu được glucose. Nhá. Các bạn comment đáp án nhá. Mãnh liệt vào câu 43. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Tinh bột là chất lỏng nhiệt độ thường, sai. Tinh bột là chất lỏng vô định hình cơ mà. Dung dịch saccharose hòa tan ở CO2 lần, chính xác. Cellulose thuộc loại disaccharide, sai. Cellulose thuộc loại polysaccharide. Glucose bị thủy phân trong môi trường axit, sai tiếp. Glucose là không bị thủy phân. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 44 ạ. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là? À các bạn cũng chọn ra đây xem nào. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ạ? Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là gì? Anh nào? Thủy ngân, đúng không? Bởi vì thủy ngân tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng lỏng cơ mà. Nên nó sẽ là cái anh kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Câu 45 ạ. C3NH2 và C6H5N2 đều phản ứng với gì? Thì nó đều có nhóm NH2 nên nó đều có tính bazơ. Và nó đều có tính bazơ thì nó đều phản ứng với dung dịch axit, nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 46 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Các ống dẫn nước lâu ngày bị đóng cặn làm giảm lưu lượng của nước, chính xác. Bởi vì nó là có dính nước cứng. Nước chứa nhiều ion canxi 2 cộng, magie 2 cộng được gọi là nước cứng, chính xác. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng trong nước cứng, chính xác luôn. Tính cứng tạm thời của nước là tính cứng gây nên bởi các muối sunfat, sai. Clorua, tính cứng tạm thời là phải muối của ion gì ạ? HCO3 trừ. Sai là gì? Câu 47 nó kìa. 47 các bạn chọn đáp án gì ạ? 47 ạ. Peptide mạch hở có số liên kết peptide là. Thế thì đây 1 2 3 4 mình đếm chạy cũng được nhỉ. Tổng cộng có 4. Câu này không dành cho những bạn nào không biết đếm. Câu 48. Kim loại nào sau đây được điều chế trong công nghiệp bằng pháp điện phân nóng chảy? Thì điện phân nóng chảy là phương pháp chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng trước thằng nhôm. Vậy sắt không, đồng không, kẽm không, magie ạ. Câu 49. Thí nghiệm nào sau đây xuất hiện ăn mòn điện hóa học? Điều kiện để xuất hiện ăn mòn điện hóa là thỏa mãn một trong ba điều kiện. Thứ nhất, thỏa mãn cả ba điều kiện. Thứ nhất, hai điện cực khác nhau về bản chất, tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất ly. A luôn. 50 ạ, một câu tính toán. Thủy phân m gam tinh bột. Tinh bột mình ghi là C6H10O5, tất cả n lần. Thủy phân m gam tinh bột thì thu được m gam của glucose C6H12O6. Được chưa? Hiệu suất phản ứng thủy phân. Thế thì số mol tinh bột nó sẽ là m. Ban đầu nhé. Số mol tinh bột là m chia 162. Phản ứng thì sinh ra số mol glu là m chia 160. Bỏ n đi. Theo phát tính của thầy Minh thì mình bỏ n đi. Thì mình sẽ có số mol tinh bột sẽ là m chia 160. Vậy mình tìm được hiệu suất luôn. 1 chia 160 chia cho mà mẫu đơn 1 chia 162. À 180. Glucose là 180 mà. M chia 180 nhân 100%. 90% ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án A. Quá dễ nhỉ. Câu 51. Cho 4,4 gam etin acetat CH3COO C2H5 và 100 ml dung dịch NaOH 1 nhân 0,1 bằng 0,1. Đun nóng khuấy đều thu được dung dịch X. CH3COONa và C2H5OH. Số mol etin acetat là bằng 4,4 chia cho 88.
0,05. Vậy mình suy được số mol của CH3CONa là 0,05. Mình tìm được số mol của CH3CONa là 0,05 rồi. Thì ngay lập tức mình sẽ có. Ngay lập tức nhé. Mình sẽ có. Đề bài bảo là M gam chất rắn thì có cả NaOH dư. Và số mol NaOH của chúng ta dư là 0,1 trừ 0,05 thì bằng 0,05. Vậy đây chính là khối lượng chất rắn này. Do ăn côn bay hơi các em nhé. 0,05 nhân mạng ngoặc đơn là 82 cộng 40 bằng 6,1 gam. 6,1 gam đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 52, các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2? Kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2? Bạc là không phản ứng đâu. Thủy ngân không. Sắt đẩy đồng. Magie đẩy đồng. Natri tác dụng với nước. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 53, cho các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được kết tủa là. Các bạn lưu ý nha, đầu tiên là NHCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 2 trừ cộng canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3. Một cháu kết tủa. Thứ hai, NH3 dư vào dung dịch AlCO3 thì mình sẽ thu được kết tủa tiếp là AlOH3 lần. Kết tủa. Hai cháu kết tủa. HCl dư vào NaLO2 thì không bao giờ thu được kết tủa mà mình chỉ thu được AlCl3 thôi. Sục BaCl2 mình có Ba2 cộng SO4 2 trừ tạo thành kết tủa BaSO4. Sục CO2 dư thì không bao giờ thu được kết tủa mà chỉ thu được BaHCO3 2 lần thôi. Vậy số thí nghiệm thu được kết tủa đây là 1, 2, 3. 3 đáp án C. Câu 54. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Không nhé các bạn, chú ý từ không. Kim loại không phản ứng nước nhiệt độ thường. Kali có phản ứng, canxi có, natri có. Không là C. 55. Chất nào sau đây không có tính lượng tính? 55 ạ, các bạn comment cho thấy đáp án 55 đáp án gì? Nào, chất nào không có tính lượng tính ạ? Không nhá. NaCO3 có tính lượng tính. Al2 3 có, AlOH 3 lần có, không là C. 56, chất nào sau đây là amino acid? Amino acid là hợp chất hữu cơ mà có đồng thời cả nhóm CH và nhóm NH2, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là anh nào? Đây B. Đây là peptide nhá. Đây là amin. Đây là muối. À, đây là ST. Câu 57. Thạch cao nung dùng để đúc tượng bó bột khi gãy xương. Công thức phân tử của thạch cao nung là CaSO4 ngậm 1 nước. 58 à. 58 cũng dễ mà. Phần này lấy 5 điểm ngon lành tính nào nhỉ? Phân tử polymer nào sau đây chứa 3 nguyên tố carbon, hydro và oxy? Thì chỉ có thể là polybutene mesh acrylate mà thôi, còn tất cả những thằng còn lại thì đều chứa. Đây anh này chứa CHCl, anh này chỉ chứa CH, anh này chỉ có chứa CHN. Câu 59 ạ. Dẫn hydro đi qua ống sứ đun nóng, nung nóng đựng hỗn hợp gồm MgO này, FeNO3 2 lần này, FeNO3 3 lần này, CuO này. Thành phần chất rắn là MgO thì vẫn giữ nguyên nhé. Fe nung nóng là thành Fe2O3, đi qua hydro chỉ còn Fe, đồng chỉ còn đồng. Vậy đáp án đúng thành phần chất rắn Y là MgO này, Fe này, Cu này. Đáp án đúng đáp án C. 60. Cho dung dịch cao mắt dư vào dung dịch gồm FeCl2, FeCl3. Mình thu được kết tủa X. Vậy kết tủa X của mình gồm FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được Fe2O3.
Vậy chắc chắn là FE2 của bạn. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. 61. Phương pháp hiện đại sản xuất axit acetic trong công nghiệp là cho chất X phản ứng với CO khi có nhiệt độ và xúc tác thích hợp. Vậy chất X là chất nào? Vậy chất X là chất nào? Vậy ở đây mình sẽ có với câu 61 thì chất X của chúng ta là chất CH3OH do cộng CO thì tạo thành CH3COH, dĩ nhiên phải có xúc tác và nhiệt độ. Thì đây chính là cái phương pháp mà sản xuất hiện đại axit acetic trong công nghiệp. Câu 62. Đun nóng CH3CO, CH3 trong dịch thì sẽ phản ứng gì? Đun nóng thì nó là sẽ xảy ra phản ứng trùng gì ạ? Không phải trùng hợp. Chẳng phải trùng ngưng, chẳng phải xà băng hóa. Chẳng phải ester. Thế trong dung dịch. Trong dung dịch gì? Đây phải là trong dung dịch NaOH đúng không? Thì nó được gọi là xà băng hóa. Câu 63. 2,7 gam kim loại nhôm thì mới dạy các bạn xong. Đó là nếu mà có nhôm 0,1 thì một thằng nhôm sinh ra 1,5 lần thằng hydro. Vậy mình tìm được số mol hydro 0,1 x 1,5 bằng 0,15. Vậy đến đây mình sẽ tìm được V bằng 0,15 x 2,4 bằng 3,36 lít. Đáp án đúng đáp án D. Câu 62. Câu 64. 0,65 gam một kim loại hóa trị 2. Một kim loại hóa trị 2. 0,25 gam. Tác dụng với dung dịch HCl thì thu được MCl2 cộng H2. Ta tìm số mol H2. 0,14 chia 2,4 bằng 6,25 nhân 10 trừ 3. Vậy suy ngược lại được anh M này là 6,25 nhân 10 trừ 3. Vậy mình tìm được nguyên tử khối 0,25 chia N bằng 40. 40 nó chỉ có thể một anh kim loại duy nhất thôi, canxi. Dễ ợt. 65. Polymer nào sao đều thuộc lại polymer tổng hợp ạ? Các bạn comment đáp án cho thầy xem đáp án nào đúng. Bạn comment mạnh mẽ lên ạ. Đáp án nào đúng? Polymer nào là polymer tổng hợp ạ? Polymer tổng hợp ạ? Cellulose là tự nhiên đúng không? Tinh bột là tự nhiên đúng không? Visco là bán tổng hợp đúng không? Vậy polyethylene là polymer tổng hợp. Polyethylene là polymer tổng hợp. Ok chưa? Nào câu 66 nào các em. 66 là một câu cực kỳ hay ạ. 66 là một câu cực kỳ hay luôn, cực kỳ thú vị luôn ạ. Các bạn cùng làm thầy 66 này. Cùng comment cho thầy đáp án của 66 này. 66 đáp án gì ạ? 66 ạ. Sáu sáu. Nhanh nhẹn đấy các em. Mạnh mẽ lên. Sáu sáu ạ. Khí X là thành phần chính. Khí X là thành phần chính trong khí bờ hầm bioga. Hầm phân hủy chất thải động vật trong môi trường yếm khí. Khí X trong phòng thí nghiệm được điều chế từ phản ứng của natri acetat với hỗn hợp vôi thôi sút. Natri acetat CH3 như bạn quên này. CONa. Vôi thôi sút NaOH. CaO tạo thành CH4 cộng với Na2 CO3. Vậy khí của chúng ta nó chỉ có thể là gì? CH4 metan. Đáp án đúng rồi, đáp án metan ạ. Metan, đáp án đúng đáp án C. 67. Thí nghiệm là sau đây được thu được mối sắt 2 khi kết thúc phản ứng. FeO và HNO3 là sắt 3. FeO và H4 loãng, đáp án đúng đáp án B. Câu 68. Ôi 68 nó mốc lấy 7 điểm đó các em này. Cho 7,5 gam glycine, mình phải nhập được nhanh số mol gly nhá. Mình lấy 7,5 chia 75 bằng 0,1. Vào dung dịch HCl thì thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X theo phương pháp giải của thầy Minh coi nó là gly và HCl.
tác dụng vừa đủ với kW. Số mol kW là 1 nhân 0,3 thì bằng 0,3. Thu được dung dịch Y là Gli trừ 1 Iro cộng 1 Kali và H và KCl. Ở đây đề bài nói chúng ta là X tác dụng vừa đủ. Thế thì Gli giữ nguyên là 0,1. Đây là vừa đủ nên bảo toàn Kali. Đây anh em này 0,1, bảo toàn Kali là 0,3. 0,3 trừ 0,1 thì còn 0,2. Vậy đây chính là khối lượng chất đạn khan. Vậy mình sẽ có là khối lượng chất đạn khan bằng 0,1 nhân mở ngoặc đơn này 75 cộng với 38 cộng với 0,2 nhân mở ngoặc đơn này 39 cộng 36,5 bằng 26,4 gam bằng 68 ạ. 26,2 ạ. Thì có lỗi ạ. 26,2. 75 này cộng 38 cộng 0,2 nhân 39 cộng 35,5. 26,2 gam. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 69. Câu 69 một câu rất hay. Nhưng mà câu 69 này thì không thích, bởi vì câu 69 này là một cái câu cổ. Nó sẽ gần như không bao giờ ra lại trong đề thi trung học phổ thông quốc gia nữa. Nhưng mà các thầy cô ở trường Kim Liên vẫn ra nhỉ. Câu này cổ rồi. Gần như không bao giờ ra lại nữa. Đánh dấu lại nhá, tí mình quay lại mình giải sau. 70 ạ. 70 này hiện đại hơn này. 70 này hiện đại hơn này. Nhưng mà cũng đánh dấu đi, câu này khó quá nhỉ, tí nữa quay lại. 71 dễ hơn này. Hỗn hợp gồm vinil acetat COO. Cái gì khó mình để lại. Metin acetat. Etin format. Đốt cháy hỗn hợp này. Đây là vinil acetat. Vinil acetat. CH2 nối đôi CH COO. Vinil acetat. Thế các bạn lưu ý ạ, canh hai canh này giống nhau này. CH3COO CH3 và HCO CH5 đều chung công thức là C3H6O2. Riêng mỗi anh này là C4H6O2 mà thôi. Và đốt cháy hoàn toàn. Vậy là mình coi hỗn hợp X của mình chỉ gồm hai anh này, tạo thành là A anh này B. Đốt cháy thì thu được CO2 H2O, số mol của nước 2,16 chia 18 bằng 0,12 mol. Số mol của nước là 0,12 mol. Nhá. Số mol của nước là 0,12 mol, vậy thì hoàn toàn ta sẽ xác định được, hoàn toàn ạ. Ta sẽ xác định được hoàn toàn ta sẽ xác định được điều gì ạ? Ta sẽ xác định được. Đây đặt điện đặt AB nhé, mình sẽ có này. Đầu tiên này. Phân tử khối, tổng khối lượng là bằng 3,08. 86A cộng với 74B bằng 3,08. Nhá. Phương trình thứ hai, bảo toàn hydro 6A cộng với 6B bằng 2 nhân 0,12. Vậy tới đây mình sẽ tìm được AB ạ. 86 bằng 74 bằng 3,08 bằng 6 bằng 6 bằng 2 nhân 0,12 bằng A bằng 0,01, B bằng 0,03. Vậy mình tìm được phần trăm khối lượng của vinil acetat là bằng 0,01 chia cho 0,04 bằng 25%. Đáp án đúng đáp án D, 25%. Câu 72. Cho các chất sau, phát biểu nào sau đây là đúng? Acid acetic, aniline, metin acetat, glucose, glycerol, glycine, triolein.
ba chất phản ứng với Brom xem nhá, những anh nào phản ứng được với Brom nhá. 1 2 3. Đúng. Đúng là A luôn. Đúng A luôn ạ. Xịn luôn. Câu 7 bạn. 3 dung dịch X, Y, Z thỏa mãn. X tác dụng với Y thì thu được hỗn hợp kết tủa E. Thu được kết tủa FeO H 2 lần. Cho EH N3 loãng dư thế có khí không màu, màu nâu thoát ra được. Đồng thời thu được phần chất rắn không tan F. Không thu được phần chất rắn. Bỏ. Hai này tác dụng với nhau này. Thu được hỗn hợp kết tủa BAS số 4. Hỗn hợp kết tủa đây chỉ có một kết tủa thôi. À đâu, hai kết tủa BAS số 4. Ừ, một kết tủa thôi, bỏ B. Hai này tác dụng với nhau thì chỉ thu được một kết tủa FeOH 2 lần. Anh này kết hợp với nhau tạo thành hỗn hợp kết tủa FeOH 2 lần và BAS số 4. Đây E. FeNO3 thì sắt lên sắt dương 3. Và phần không tan chắc chắn là BAS số 4. Y đun với Z thì thấy khí thoát ra, đúng rồi, có khi NH3 thoát ra, thu kết tủa là BaCO3. X với Z thì thu được kết tủa G. X với Z thì mình sẽ thu được kết tủa là FeOH 2 lần cho GHCl dư FeCO3 chứ, vào FeCO3 xong rồi cho vào HCl thì có khí CO2. Đáp án đúng đáp án gì? Quá dễ. Vậy tựa thế này, các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được kim loại sau khi kết thúc phản ứng kém như thế, FeCl3 dư không có kim loại đâu. Kali vào CuS4 thì tác dụng với nước để tạo thành CO2 lần. Có khí hydro bay lên. 3 cộng cộng sắt 2 cộng để tạo thành 3 cộng sắt 3 cộng có kim loại. Nhiệt phân KNO3 thì tạo thành KNO2 cộng oxy không có. CO không khử được Al2O3. Nung nóng Ag2S ở ngoài không khí. Thì mình sẽ thu được là Ag cộng S. Vậy mình sẽ có là 3 và 6. 3 và 6 thì số thí nghiệm thu được kim loại sau kết thúc phản ứng là 2. B. 75 nhìn dài quá nhờ, đánh dấu lại tí là để lại 3 câu rồi. 76 4 câu. 77 5 câu. Tí làm những câu dễ trước. 78 những câu dễ không? 79 điện phân. À 80 ngon này. Cho một ít lòng trắng trứng gà vào ốc thủy tinh. Sau đó mình thêm dần dần nước cất. Rồi dùng đũa thủy tinh khuấy đều đến khi tan hết. Thì lòng đỏ, lòng trắng trứng gà là albumin rồi. Nó là peptide. Cho COS4 rồi thêm từ từ vào. Lắc đều trong nghiệm bí ô rế. Màu tím. Bước 2 thu kết tủa màu xanh. Cho vào ống nghiệm 1-2ml rồi thêm từ từ. Để cho vào ống nghiệm. À rồi là bước 2 đúng là thu kết tủa màu xanh đúng không? Đồng 2 cộng cộng với lại OH trừ mà. Đồng 2 cộng cộng với lại OH trừ thì mình sẽ thu được kết tủa màu xanh. Được. Sau bước 3 dung dịch có màu tím. Đúng, biore. Sau bước 1 nếu đun nóng cốc thủy tinh thì sẽ xảy ra đông tụ protein. Đúng, chính xác. Bởi protein bị đông tụ bởi nhiệt. Thay lòng trắng trứng thì hiện tượng 3 cũng không xảy ra, cũng xảy ra tương tự sai. Thằng này không phải, thằng này phải từ derivative trở lên cơ thì mày may chăng. Mày có A, B, D, A, B, C đúng, 3 phát biểu đúng. Vậy thì bảo không đúng, 1. Phát biểu không đúng chúng ta chỉ có 1 thôi. Ok, chăm chỉ vào thầy độ hết. Nào, bây giờ chiến những câu dễ dễ nào. Vừa nãy mình thả lại một vài câu dễ. Vừa nãy mình thả lại một vài câu dễ, giờ mình chiến nốt. Các em nhá. Sương sương 5-6 câu nhỉ. Điện phân trước đi. 79 điện phân trước đi. Điện phân dung dịch là ACL. Tìm được số mol 5,85 chia mọi người 23 cộng 35,5 0,1. CuNO3 2 lần. 32 chia 188. Ô, lẹ, từ từ. 32 chia 64 cộng 62 nhân 2 bằng. Đúng là lẻ thật. 0,17. Đến khi lượng dung dịch giảm đi 14,75 gam thì đừng ngừng điện phân.
giảm đi ạ. Câu này như gõ lỗi hay sao ấy. Câu này không phải là siêu nổi 3 lần đâu. Câu này khả năng cao phải là siêu hết số 4. Thì số mon nó mới đúng. Ba hai chia bằng đơn 64 cộng với lại 96 bằng 0,2. 0,2 ạ. Khối lượng dịch giảm đi 14,75. Đây, trục đường thẳng, phương pháp đường thẳng của thầy. Phương pháp đường thẳng của thầy mình. Cathode, anode. Cathode đồng 2 cộng biến thành đồng. Anode Cl trừ biến thành Cl2. Số mol đồng 2 cộng bằng 0,2, số mol Cl trừ bằng 0,1. Mình so sánh này mình biết ngay là thằng Cl trừ phải điện phân hết trước. Đồng 2 cộng điện phân sau. Được không ạ? Thế bây giờ mình giả sử đi. Mình giả sử đi. Là số mol đồng 2 cộng điện phân đến lúc ngừng là 14,75 gam này là amon này. Có lo điện phân hết 0,1 chia cho 2 bằng 0,05. Rồi đến điện phân oxy. Nước điện phân oxy. Cộng 4 hết cộng. Mình đặt số mol oxy là b mol. Thì phải mình sẽ có hệ phương trình. Bảo toàn E. 2 lần số mol đồng thì bằng 4 lần số mol oxy cộng 2 lần số mol clo. Đây là bảo toàn E. Đề hóa lớp 12 em. Thứ hai là bảo toàn khối lượng. Thì khối lượng dung dịch giảm thì chính bằng khối lượng tất cả những thứ thoát ra khỏi dung dịch bằng 64A cộng 32B cộng 0,05 nhân 71. Đến đây mình tìm được AB. Đến đây mình tìm được AB. 2 bằng 4 bằng 2 nhân với 0,05 bằng trừ 4 bằng 4 bằng 64 bằng 32 bằng 14,75 trừ đi 0,05 nhân 71 bằng A bằng 0,15, B bằng 0,05. Đấy, A bằng 0,15 này, B bằng 0,05 này. Vậy 4 hát cộng nó sẽ là 0,2. 4 cộng là 0,2. Vậy dung dịch sau điện phân ra gồm. Dung dịch sau điện phân gồm. Gồm những gì ạ? Đồng 2 cộng vẫn dư. 0,2 trừ đi 0,15. 0,05. Úi giời, mới lớp 9 vào đây làm gì? U mê đấy em ạ. H cộng và tìm được 0,2. Na cộng vẫn giữ nguyên là 0,1. R42 trừ vẫn giữ nguyên. Đúng không? R42 trừ vẫn giữ nguyên mà. Là 0,2. Không biến đổi. Vậy này, bây giờ đề bài nói này. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa M gam sắt. Vậy ở đây mình sẽ có bảo toàn. Electron mình sẽ có là 2 lần số mol sắt. Thì bằng 2 lần số mol đồng 2 cộng. Cộng với lại 1 lần số mol H cộng. Đến đây mình tìm được số mol sắt luôn. 2 nhân đồng 2 cộng dư này 0,05 cộng H cộng là 0,2 bằng 0,3. Đó, 0,3 chia 2 bằng 0,15. Vậy khối lượng sắt là 0,15. 8,4 gam. Đáp án đúng đáp án B. Sau câu điện phân. Câu điện phân này thì của đề Kim Liên thầy cũng không thích. Bởi vì câu điện phân này nó không sát. Nó sẽ chẳng thi câu điện phân kiểu này đâu. Nó thi những câu điện phân khó hơn cơ. Nhá. Câu 78 ạ. C9H8 O4 này. Sơ đồ phản ứng tỷ lệ sau này. Anh này trắng là 2 bạc. Anh Z trắng 2 bạc. Anh này ra anh Z. Vậy Z là axit. Đúng không? Z là axit. Thế là trắng 2 bạc. Axit mà trắng 2 bạc thì nó chỉ có thể là HCO thôi. H
H-C-O-O-H. Thì anh T này nó sẽ phải là nhân 42 lần siêu 3. Ok chưa? Anh Z là HCOH, vậy thì anh X của chúng ta nó sẽ phải là HCOONA. Ok chưa? Mà X của chúng ta, thằng chất E của chúng ta, các bạn nhìn thấy không? Nó có hai gốc HCO nhưng nó chỉ có một chức của ethylphenol, nên suy ra E chúng ta bắt buộc chỉ có thể là HCOO nhá. C6H4 này, CH2 này, OOCH. Được chưa? Vậy anh E này chúng ta sẽ có ba đồng công thức cấu tạo phù hợp với cái việc mà các nhóm này điền vào nhóm thế octo, meta và para. Một. Được chưa? Ý B. Ý B là chất gì đó là hợp chất hữu cơ thì thầy đoán xem. Khả năng cao là chất X là hợp chất hữu cơ thì gần đúng. Chất E và chất X đều phản ứng trắng bạc. E trắng bạc đúng, X cũng trắng bạc đúng. Y tác dụng được khí CO2. Y đây. Y của thằng này sinh ra thì nó sẽ sinh ra là một thằng là HCO rồi. Vậy thằng Y nó sẽ là HOC6H4CH2OH. Anh này là của ancol. Anh này của ancol thì đây là tác dụng Na mà, thì đây là ONA rồi. Thì tác dụng đối với khí CO2, chính xác. Chất F làm đổi màu quý tím. Chất F có đầu axit. Axit này là axit của phenol. Tác dụng HCl mà. HO C6H4 CH2OH. Nó sẽ không làm đổi màu quý tím. Đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 phát biểu đúng. B. B. 4 phát biểu đúng. Không đọc đổi màu. Vì thì sau 7, 8 nha. Còn 7, 7, 7, 6 này, 7, 5 này, 3 câu này. Trên này còn 70 này, 6, 9 này. Chữa 6, 9 trước. Chữa 6, 9 trước các em nha. 6, 9 này. Các bạn lưu ý này. Ở câu 69 này các bạn lưu ý cho thầy này. Thứ nhất mình phải tinh ý là mình có là số mol nước trừ đi số mol CO2 thì luôn bằng số mol hỗn hợp, đúng không? Thế nên thằng X nó phải là thằng CN H2N cộng 3. Ok không? N X mol. Vậy lúc này thằng Y nó sẽ phải là một thằng CM H. X và Y cùng số nguyên tử carbon không? N lớn bằng 2. X, Y cùng số nguyên tử carbon. CN H2N cộng 4 N2 Y mol. Và công thức của hai anken nó sẽ là CT H2T Z mol. Ta sẽ có mối quan hệ là X cộng Y cộng Z bằng 0.08. Một cháo. Phương trình thứ hai mình bảo toàn nitơ, mình sẽ có là X cộng 2Y thì bằng số mol nitơ 0.03 nhân 2 và 0.06. Ok chưa? Và cuối cùng mình có N nước trừ N CO2 bằng N hỗn hợp. Ở đây mình sẽ có N nước bảo toàn đó. Nước bây giờ chỉ có bảo toàn, chẳng cách nào khác. N nước trừ N CO2 bằng N hỗn hợp. Thế thì mình sẽ có là N nước trừ N CO2 đây. Nước là 0.3 trừ CO2 0.22 0.08 bằng N hỗn hợp X cộng Y cộng Z. Đúng không? Bằng N hỗn hợp mà. Thì mà X cộng Y cộng Z. À đây đây 0.08 là chung rồi. Cái khác thôi. N nước trừ NCO2. Nhẩm đi. Giờ phải nhẩm N nước bao nhiêu, NCO2 bao nhiêu. Theo XY thì mới ra
nhậm là nước tăng đấy, nó dính N vào đây mà, nó dính N vào đây ấy, nên là hơi căng, phải nhậm được N nước NC2 mới được. Thằng này trừ N, thằng này là không vấn đề nha, bỏ đi nhá. A đây rồi, 1,5x đúng không, cộng 2y bằng 0,8. Bấm máy tính giải hệ tìm được x, y, z. 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,08 bằng 1 bằng 2 bằng 0 bằng 0,06 bằng 1,5 bằng 2 bằng 0 bằng 0,08 bằng x bằng 0,4, y bằng 0,1, z bằng 0,3. Sau khi mình tìm được y, tìm được z rồi, mình đi bảo toàn nguyên tố carbon thì mình sẽ có là 0,04 n cộng với lại 0,01 n cộng với 0,03 p thì bằng 0,22. Thì giải đến đây, sau đó các bạn sẽ xác định được bảo toàn n p nhá, mình nhẩm được là 5n cộng 3p thì bằng 22, được chưa? Tới đây các bạn sẽ tìm và xác định được m hỗn hợp này bằng 4,08 này, suy ra thằng y này, nó sẽ là thằng C3H10N2, và từ đó các bạn sẽ tìm được phần trăm khối lượng của y, nó bằng là 18,14 đấy nhá. Câu 70 thì hướng dẫn chúng ta gợi ý đầu tiên mình sẽ có là trong 150 ml dung dịch, từ từ bình tĩnh, CO2 này 0,3 này vào KOH này, A này, K2CO3 này, B này, thu được 0,2 lít x, 0,1 lít x vào H cộng, 0,5 nhân 0,3 bằng 0,15, thu được CO2 0,1. Mặt khác tác dụng với béo lần dư thì thu được kết tủa BaCO3 78,8 chia cho 197, chia cho 197 0,4. Ok không ạ? Thế thì ở đây mình đặt là trong 100ml dung dịch X này thì nó sẽ chứa là CO3 2 trừ và HCO3 trừ. Ở trong này là X, trong này là Y, được không ạ? Thì dựa vào cái số mol BaCO3 này, Ba lần dư này, mình suy được X cộng Y bằng 0,4, được không? Thế thì mình đặt đây cộng H cộng thì mình sẽ đặt là KX là số mol phản ứng, KY là số mol phản ứng, thì mình sẽ có là số mol CO2 là 0,1 thì bằng KX cộng KY, và H cộng ở đây là 0,15 thì bằng 2 KX cộng 2 KY cộng KY thôi, 2 KX cộng KY. Thế đến đây mình sẽ tìm được KX và KY. 1 bằng 1 bằng 0,1 bằng 2 bằng 1 bằng 0,15 bằng 0,05 và 0,05. KX bằng KY, được chưa? Đều bằng 0,05. KX bằng KY đều bằng 0,05. Vậy mình sẽ coi là X bằng Y, đúng không? Suy ra X bằng Y và kết hợp anh này nữa thì bằng 0,2. X bằng Y bằng 0,2. 0,2. 0,2 đây trong 100 ml. Nhá. Vậy trong 300 ml
trong 300 ml thì CO2 trừ này nó sẽ là trong đâu trong 0,2 lít thì nó sẽ là 0,4 HCO3 trừ là 0,4. Ok không? Đều cùng bằng nhau bằng 0,4. Vậy mình bảo toàn điện tích thì mình sẽ tìm được kali, bởi vì trong này sẽ có kali. 0,4 nhân 2 cộng 0,4 là 1,2. Thế bảo toàn kali thì mình có là A cộng 2B thì bằng 1,2. Đúng không? Thứ hai bảo toàn carbon thì mình có 0,3 cộng với B thì bằng 0,4 cộng 0,4 là 0,8. Đến đây mình tìm được B bằng 0,5. A bằng 0,2. Vậy mình có A cộng B bằng 0,7. Xịn chưa? Đây là với câu 70. Mình còn câu 75 và câu 76. 75, 76. Thầy gợi ý câu 75. Gợi ý tiếp câu 75 cho chúng ta. 75 mình sẽ có là số mol oxy của mình là bằng 3,472 chia 2,4. 3,472 chia 2,4 bằng 0,155. Được không ạ? CO2 số mol nước là 1,836 chia 18 bằng 0,102. Đun nóng số mol nước bằng 0,0075. 5 nhân 0,1 bằng 7,5 nhân 1 trừ 3 0,0075. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, cô cạn Y đủ A gam chất rắn, M gam Y tác dụng với tối đa phản ứng là 0,64 chia 180 bằng 0,64 chia 160. 4 nhân 10 trừ 3. Vậy này, mình gọi số mol của X là A mol, số mol của CO2 là B mol. Vậy mình bảo toàn oxy, mình sẽ có là 6A cộng với 0,15 nhân 2 bằng 2B cộng với 0,102. Một phương trình. Phương trình thứ hai ta bảo toàn khối lượng. Bảo toàn mình sẽ có M cộng với 32 nhân với 0,15 bằng 44B cộng 1,836. Được chưa? Cuối cùng thì mình sẽ có là số mol liên kết đôi CC thì có thể chính bằng là B trừ đi 0,102 không? Rồi trừ đi 2A không? Bằng 0,004. Và mình giải hệ này thì mình sẽ tìm được A, M, B. Được chưa? Rất dễ nhé. Từ đó mình tìm được số mol NaOH phản ứng, rồi từ đó mình tìm được số mol NaOH dư. Rồi sau đó mình xác định được giá trị của A, 1,832. Đây là với câu 75. Câu 76. Câu 76 đây các bạn cần phải lưu ý này. Số mol của CuCl2 là 0,6 nhân 0,3. 0,18. MeCl3 là 0,4 nhân với 0,3 bằng 0,12. Thằng này cái tủa chắc chắn là có bạc và có AgCl. Chắc chắn luôn. Nhá. Thế bảo toàn clo đi. Mình sẽ có là AgCl. Số mol này. 0,18 nhân 2 cộng 0,12 nhân 3 bằng 0,72. Vậy mình còn cái tủa bạc nữa. 114,12 trừ đi 0,72 nhân bằng hóa đơn 108 cộng 35,5 đóng hóa đơn bằng chia 108 bằng đây số mol bạc bằng 0,1. Vậy dung dịch X thì có chứa sắt 2 cộng là 0,1 chính bằng số mol bạc và Cl trừ là 0,72. Vậy hoàn toàn mình sẽ bảo toàn điện tích, mình tìm số mol magie 2 cộng 0,1 nhân 2 0,72 trừ 0,2 bằng chia 2 bằng 0,26. Từ đó mình sẽ tìm được số mol sắt ban đầu. Nó sẽ bằng 0,14. Vậy từ đó mình tìm được Y của mình sẽ gồm Cu này 0,18 này, sắt này là 0,16 này,
Và khi mà cho Y tác dụng HNO3 thì có phải nó sẽ tạo thành là sắt dương 2 và sắt dương 3 không? Đặt cháu này là U, cháu này là V. Thì mình sẽ có là U cộng V bằng 0,16 này. Ok chưa? Bảo toàn E. Thì mình sẽ có biểu thức tiếp theo là 0,18 mà nhân với 2 cộng với 2U cộng với lại 3V thì bằng 0,24 nhân với 3. Mình giải hệ này mình tìm được U và V. Đó, mình sẽ có là U bằng 0,12 và V của mình bằng 0,04. Từ đó mình tìm được khối lượng của Z thì bằng khối lượng của Y cộng khối lượng của dung dịch HNO3 trừ đi khối lượng của NO bằng 253,28. Và từ đó mình tìm được C% là gần bằng 3,8%. Ok ạ, đấy là với câu 76. Câu 77 này thiếu dữ kiện. Thiếu dữ kiện. Rồi. Các bạn nhìn không? Trên đây thầy hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em cách chinh phục nhanh nhất đề thi thử trường Trung học phổ thông Kim Liên lần 2. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào buổi sau. Những bạn nào mà muốn đăng ký cái lớp luyện đề đỉnh cao cấu trúc sát với đề của bộ thì vui lòng có thể inbox cho bất kỳ một fanpage nào các bạn đang theo dõi. Bởi vì ngay sau đây là buổi đầu tiên thầy khai giảng khóa luyện đề. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em, hẹn gặp lại. Bye bye.